chào tất cả mọi người. Mình Phước Sửu. Mình là Quyên Lê. Hai tụi mình đang có mặt tại một condo rất là đẹp tại Hồ Tràm, mang tên là Isura. Hôm nay thì mình có mặt tại một cái căn condo nghỉ dưỡng thực tế ha ở Hồ Tràm. Thì anh Sửu thì hồi nãy anh Sửu nói là Isura ha. Đúng rồi, đó là Isura để mình tưởng tượng. Nhưng mà thực chất mình đang ở một cái căn hộ nghỉ dưỡng của Holiday Inn Grand Chip Hồ Tràm. Đúng rồi, thì hôm nay Phương Lê với anh Sửu cũng muốn giới thiệu một cái căn thực tế như vậy thì cả nhà hình dung ha. Rồi, bây giờ là bắt đầu mình sẽ mở cái tầm view này để cho mọi người nhìn thấy. Rồi, Quyên Lê à, một cái tầm view khá đẹp và luôn Quyên Lê. Thì đối diện của mình là những cái căn biệt thự đang xây lỡ dở và những cái condotel. Thì Quyên Lê có thể chi tiết cho mọi người rõ hơn về những cái căn condotel này được không Quyên Lê? Như cả nhà thấy đó thì đây là dự án Isura Hồ Tràm 1 nha. Isura Hồ Tràm 1 thì bên này sẽ có những cái căn condotel từ diện tích từ 39 đến hơn 100 m² đó, và những cái bậc ở dưới đó là những cái căn biệt thự anh ha, những cái căn biệt thự ven biển luôn đó, cũng diện tích là từ 300 đến hơn 500 m². Và Isura 1 á, thì tới đây bên chủ đầu tư sẽ bàn giao là vào tháng 6 này luôn. Tiến độ mới nhất là coi như là gần như hoàn thiện, chuẩn bị đưa vào hoàn thiện nội thất và đó rồi không? Đúng rồi anh, và cả nhà có biết không, và đây là dự án là sẽ vận hành bởi tập đoàn Fuser luôn, là cũng giống như bên hiện tại là bên mình cũng đang ở Holiday Inn là cũng bởi Fuser vận hành luôn ha. Đúng rồi, tổng quy mô của dự án lên đến là 164 hectare của Quyên Lê. Đúng và rồi. Trong đây là một tổ hợp gồm rất là nhiều tiện ích ở trong này luôn. Ở trong này thì có casino nè, có 5 cái hồ bơi. Đúng rồi anh, trong này thì tổng diện tích sẽ là 164 hectare ha. Thì trong này gồm có hồ bơi này, có sân gốp luôn anh Sửu. Yeah. Và bên này là sẽ đạt tiêu chuẩn là 5 sao quốc tế luôn anh ha. Quá tuyệt vời. Và ở đây thì Quyên Lê có biết sơ qua về cái tổ hợp này có một cái sân golf không? Đúng rồi, sẽ có một cái sân golf là Blue Hồ Tràm. Thì bên này sân golf này là có 36 lỗ luôn anh, và đạt chuẩn tiêu quốc tế làm sao luôn. Đúng rồi, tuyệt vời Quyên Lê ạ. Và Quyên Lê có thể nói sơ qua về cái tiến độ của giai đoạn nè 2 sắp tới là gồm bao nhiêu condotel và những bao nhiêu biệt thự được không Quyên Lê? Đúng rồi anh. Thì ở đây thì mọi người cũng thấy rõ đây là tiến độ của dự án Isura một anh ha. Yeah, là gồm có quá nhanh ha, condotel và có cả biệt thự ven biển luôn. Đó, những cái căn là 100% đều thấy biển luôn anh, đặc biệt là 100% thấy biển. Và bên tiến độ này thì khách hàng đã mua 100% rồi và bây giờ chuẩn bị nhận bàn giao nhà luôn rồi anh. Đó. Đúng rồi. Nói đến Isura thì nói đến khi mà quý anh chị mua ở đây thì có thể là khi mà nhận nhà là đưa vào vận hành ngay. Đúng thì rồi. Quyên Lê có thể nói sơ qua về cái cách vận hành của Isura của chủ đầu tư Bay Fusion được hay không? Ok. Thì kế bên của Isura 1 thì bên chủ đầu tư cũng đang bán là dự án Isura 2 anh Sửu ha. Thì sẽ có là hơn 500 căn condotel và chỉ có 63 căn biệt thự mà thôi. Đó, mà đặc biệt ở đây là cũng khi mà khách hàng mua và sau này bên chủ đầu tư sẽ là được vận hành bởi Fusion luôn, bởi tập đoàn Fusion. Đó, và khi mà khách hàng mua ở đây á, khi khách hàng mua ở Isura 2 á, nếu mà khách hàng ví dụ như bên Quyên đang ví dụ như anh Sửu mua cái căn một phòng ngủ thì sau này anh Sửu có thể là đưa cho bên chủ đầu tư vận hành luôn. Nhưng khi mà mình đưa cho chủ đầu tư vận hành là mình sẽ được là 30% doanh thu, lợi nhuận ròng. Đúng rồi. Yeah. Nên chắc chắn là bên khách hàng mua sẽ rất là lợi ở phần đó ha. Mình chỉ có biết là 30% doanh thu là bao nhiêu thôi, không biết lợi nhuận, nhưng cứ doanh thu là mình lấy. Yeah. Và đặc biệt một cái rất là đặc biệt nữa là chủ đầu tư sẽ cho mình 40 điểm trong một năm để nghỉ dưỡng. Yeah. Đó. Quy ra điểm như thế nào vậy Quy? Rồi 40 điểm đó thì sẽ được quy ra là 40 điểm là 40 đêm trong ngày thường nha. Trong ngày thường là cứ một đêm là sẽ một điểm. Yeah. Là tính ra là một năm là anh Sửu. Quá tuyệt vời rồi. Nếu mà mình sở hữu cái căn condotel này là gần như là một căn nhà của mình. Khi mà lúc mà mình không cho thuê thì mình có thể đưa gia đình, đưa bạn bè về đây nghỉ ngơi, nghỉ đúng dưỡng rồi. Giống như Quyên Lê và Phước Sửu đang ở tại cái căn hộ này ha. Đúng rồi anh ha. Thì nó chỉ có là giai đoạn Isura 2 này là chỉ có là 500 căn thôi ạ. Yeah. Và hiện tại là đang bán cái tòa A ha. Mức giá như thế nào Quyên Lê? Khách hàng đang nôn nóng, đang muốn sở hữu lắm Quyên Lê ạ.
Trời ơi, mức giá ở đây là mọi người cảm thấy bất ngờ, bởi vì nó chỉ có từ 2,6 tỷ một căn thôi, một căn condotel thôi. Đó, và được bàn giao là full nội thất luôn. Ví dụ như anh chị xách vali vào là ở thôi à? Chính xác. Chỉ xách vali vào và ở thôi. Như anh Sự đã đi những cái căn condotel mà theo tiêu chuẩn 5 sao đó là sẽ đầy đủ các nội thất nhỏ, lớn gì đó, là bên chủ đầu tư này cũng bàn giao đầy đủ luôn anh ha. Yeah. Bây giờ Quyên Lê có thể di chuyển vào cái lá phổi của Hồ Tràm đi. Quyên Lê có biết đây là một cánh rừng nguyên sinh của Phước Bửu và nó gọi là một mảng xanh khá tuyệt vời, kết hợp bên một cái bờ biển gọi là xanh mát. Thì ở đây gọi là một cái cung đường gọi là thoáng nhất, đẹp nhất và gọi là dài nhất của Việt Nam và được thế giới công nhận hay không? Đúng rồi, anh thì đằng sau Quyên Lê là một cái view, đó là view rừng nguyên sinh Phước Bửu ha. Thì những cái căn hộ mà Isora Hồ Tràm 2 mà bên Quyên đang mở bán ấy, thì sẽ có những cái căn mà vừa view biển mà vừa view cả cái rừng nguyên sinh này, nhưng sẽ rất là khách hàng sẽ cảm thấy rất là happy, bởi vì có nhiều khách hàng người ta cũng thích mấy cái không view xanh này nè, view mặt xanh này nè. Rồi chưa nói là ngắm những dòng người đổ từ tất cả các nước trên thế giới đi dọc theo con đường ven biển để check in, và những cái đoàn gọi là motorbike ha. Đúng rồi anh, sẽ có những cái đoàn mà check in rồi những cái đoàn đi phượt rất là nhiều luôn. Đó. Thì anh Sự cảm thấy cái không gian này như thế nào anh? Quá tuyệt vời luôn Quyên Lê ạ. Chỉ cần khoảng hơn 2 tỷ để sở hữu một căn condotel và có 40 đêm để gọi là kỳ nghỉ tại Grand Trip này. Quá tuyệt vời. Những cái thông tin của Quyên Lê chia sẻ thì có nhiều cái thông tin cực kỳ hấp dẫn để và tạo nên một cái giá trị cực kỳ gọi là bền vững tại dự án này. Và anh Sự có biết không, bởi vì bên này á là đang bán chủ đầu tư, đang bán giá chủ đầu tư luôn. Với thêm nữa là đang không nhiều chính sách. Thanh toán theo tiến độ rồi anh nha. Yeah. Đó, mình chỉ cần là đợt đầu là thanh toán 10% thôi, và cứ 3 tháng mình thanh toán 5% à. Nên cả nhiều khách hàng rất là đơn giản để mà mua những cái căn như vậy. Kéo dài luôn. Đúng rồi. Và chưa nói là có những cái chính sách gọi là chiết số khuyến mãi cực kỳ hấp dẫn cho khách hàng luôn. Đúng thì nó có thể nhớ là những cái chính sách nào mà có thể áp dụng ngay thời điểm này cho khách hàng hay không? À, đặc biệt là khi mà khách hàng mà mua biệt thự sẽ có tặng một cái mềm quốc cho khách hàng luôn. Khách hàng mềm quốc. Ngoài ra thì nếu mà chiết khấu thanh toán nhanh nữa thì từ 3% này, 5% và đến 9% luôn á. Chưa nói là tặng những cái kỳ nghỉ cực kỳ giá trị cho cái trip này luôn, là được và trải nghiệm thực tế. Và không, khách hàng không cần đi mua ngay sản phẩm đâu, mời khách hàng xuống đây trải nghiệm thực tế tất cả những tiện ích. Xe sẽ đưa đón từ Sài Gòn, đưa quý anh chị xuống đây và được trải nghiệm sân golf, ăn những bữa buffet, nghe những dòng nhạc du dương và chốt deal, ký hợp đồng để mua dự án. Rồi, cảm ơn Quyên Lê và tất cả các quý anh chị đã xem qua kênh. Quý anh chị hãy cập nhật những video của Phước Sửu để biết đến Hồ Tràm, một vẻ đẹp cực kỳ hoang sơ và có những cái dự án cực kỳ hấp dẫn để quý anh chị chọn là nơi đầu tư an cư lạc nghiệp. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở nhiều video sau.